an thi ya cha tha Sattapachakkhajatika dese tu tham mang anukam bi mang ba chang Tham ma ring quy na dành cha ca dành sút tành cha bàn thằng a phi tham ma chăm mang a cô ta dành tổ cha tu sắc cha đàn đằng bắp bồ tha này về barisa ya mai chê Thỉnh Pháp Sư đăng đàn thuyết giáo, quỳ nơi đây tâm đạo tín thành, ngưỡng cầu duyên phúc trọn lành, ngưỡng cầu gieo hạt vô sanh bồ đề. Dạ, phần Thỉnh Pháp Sư cũng đã hoàn tất. Giờ này con kính mời Thầy đăng đàn thử mic và dạy cho chúng con bài học vi dự pháp ngày hôm nay ạ. Dạ, con kính dâng mic đến Thầy ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Tam Bảo, Nam mô Sa Kha. Dạ, chào ạ. Dạ, kính lễ chư tôn đức tăng rung, kính chào tất cả quý vị. Hôm nay kẹt một chuyện chút xíu, nên nhắn cho Beta nói giùm. Tôi ra chạy xe cũng không kịp, chạy xe bị kẹt xe quá, về không kịp. Sorry quý vị. Hôm nay cũng là Noel sắp tới ha, tết Tây luôn ha. Thôi thì Merry Christmas and Happy New Year to everybody. Chúc mừng tất cả. Rồi, hôm nay trước khi vào buổi học, chúng ta cùng nhau đảnh lễ Phật bảo tóm tắt. Arahaṃ sammā sambuddho bhagavā buddhaṃ bhagavantaṃ abhivādayami. Svakkhato bhagavata sammo dhamma namassāmi. Supatipanno bhagavato sāvaka saṅgho saṅghaṃ namāmi. Sammā sambuddhamattulaṃ sassattham manuttamaṃ abhivādayaṃ abhidhammattassaṃ. Con xin thành kính đảnh lễ đến toàn giác vô song giáo pháp vô thượng và giáo hội chúng sanh cao quý. Con sẽ nói về những gì chứ đừng trong vi diệu pháp. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Tam Bảo, Nam mô Sa Kha. Rồi hôm nay vô trễ chắc đọc Pali hết ha. Giờ chúng ta đi vô phần đố vui có thưởng, đố vui có thưởng nha. Hết năm nay và sang năm thì mình sẽ tiếp tục. Cô mày chút chữ ha, đủ thứ ha. Rồi câu hỏi, đôi vô câu hỏi ha, đôi vui ha. Câu số 1: tâm vô nhân là tâm hoàn toàn, là tâm hoàn toàn. Cảm ơn cô Beta, cảm ơn thằng Mai. Mừng sinh nhật, đúng ngày Noel là ngày mai, là ngày mai chưa. Nay mới 23, ngày mai mới 24. Ngày mai mới sinh nhật, cả chút trước ha. Ở Việt Nam 24 hả? Việt Nam thì bên Việt Nam chứ người ta bên đây là bên Mỹ, tỉnh khác. Tâm vô nhân là tâm hoàn toàn, không do kỳ nhân nào tác động, phải chăng? Hoàn toàn không do bất kỳ nhân nào tác động, phải chăng? Rồi, câu này dễ quá ha. Tâm vô nhân là tâm hoàn toàn không do bất kỳ nhân nào tác động, phải chăng? Rồi, ai đây? Mời ai đây? Ai tình nguyện giơ tay đi. Ai tình nguyện giơ tay? Đây là Thiện Vũ, lâu quá không có nghe Thiện Vũ vô học bài. Bên đây cũng trốn học, bên kia lên room cũng trốn luôn. Mời Thiện Vũ giơ tay coi. Rồi, xin mời. Dạ. Con xin kính đảnh lễ Sư Trí Đức, Sư Pháp Trang, Sư Tuệ Đức
Con xin kính chào Thầy Kinh, con xin kính chào quý đạo hữu. Dạ, thưa Thầy, tâm vô nhân thì nó không có sáu tâm cụ thể là tâm tham, tâm sân, tâm si, hay là tâm vô tham, vô sân, vô si. Nhưng mà nó vẫn gián tiếp từ, thí dụ như con thấy trong tâm vô nhân nó có loại tâm quả đó, thì nó phải ảnh hưởng của những cái của quá khứ để đưa đến cái quả lúc mà nó có tâm vô nhân xuất hiện. Chỉ có cái phần mà tâm duy tác, ba cái tâm duy tác của vô nhân đó, thì con nghĩ là nó hoàn toàn không có nhân. Dạ con có sai, con xin thầy sửa cho con ạ. Rồi, ngồi xuống đỡ đi, lấy ba điểm đỡ đi ha. Rồi, mời vị khác. À, mời cô Mít Ta coi. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Gia, Nam Mô Tham Ma Gia, Nam Mô Sang Kha Gia. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Đại Đức Pháp Quang, Đại Đức Tuệ Đức, con kính đảnh lễ quý bà quý cô tu nữ, con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh, và con kính chào Thầy, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, câu số 1, tâm vô nhân là tâm hoàn toàn không do bất kỳ nhân nào tác động phải chăng? Dạ, theo sự hiểu biết của con thì tâm vô nhân không phải là hoàn toàn không do bất kỳ nguyên nhân nào, nhưng mà nó là do nhân trong thời quá khứ mà chúng ta đã tạo. Dạ, chứ không phải là hoàn toàn không có nhân, mà do nhân, tức là do cái nghiệp của chúng ta đã tạo trong thời quá khứ. Dạ, và hiện nay thì chúng ta nhận lãnh. Dạ, con xin nói thêm là về tâm vô nhân thì có hai phần, đó là tâm quả vô nhân và tâm vô ký và tâm duy tác vô nhân. Và con xin nói rộng ra là về tâm quả vô nhân thì có hai phần. Thứ nhất là tâm quả bất thiện vô nhân thì gồm có 7. Đó là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân. Với cái thọ là thọ xả, dạ không, về nhãn nhị tỷ thiệt thì thọ xả, còn thân thức thì thọ khổ. Rồi đến tiếp thâu quan sát thọ xả, đó là 7 cái tâm quả bất thiện. Và đến phần thứ hai là tâm quả thiện thì cũng gồm có nhãn nhĩ tỷ thiệt, thọ xả. Và đến thân thức thì thọ lạc. Tiếp thâu quan sát thọ xả và một phần, một cái tâm quan sát thọ hỷ. Và đó là phần tâm quả vô nhân. Còn đến phần tâm duy tác vô nhân thì gồm có 3. Đó là kháng ngũ môn thọ xả, và kháng ý môn thọ xả, và tâm ưng cúng vi tiêu thọ hỷ. Và con hiểu như vậy, không biết có thầy thấy là đúng sai chỗ nào thì xin thầy bổ sung cho con ạ. Và thầy sửa cho con, và con trình cảm ơn lại cho thầy. Rồi, xa thứ, xa thứ. Rồi, 5 điểm, cho 5 điểm. Mời cái tiếp theo nha. Cô Hồng Mai. Hồng Mai coi. Giờ cái tay lên coi. Rồi, mời cô Mai. Dạ. Kính chào mừng. Kính chào Thầy Kinh. Dạ, con xin đọc con. Tâm vô nhân là
bất kỳ nhân nào tác động phải chăng? Dạ, tâm vô nhân có sự tác động, có hai loại nhân là nhân tương ưng và nhân thành tựu. Thì con nghĩ thì nhân sanh khởi là do quá khứ và do nghiệp sanh. Dạ, con chỉ biết thế đó thôi thưa thầy. Biết ghê, biết ghê, ba điểm cho bà đi. Rồi mời hai người ai lên trước đây, mấy của ta Thiện Vũ lên gỡ giống rồi mời hai người nhường nhau đi. Dạ nam mô Bụt Thầy. Dạ, dạ xin cho con bổ túc thêm là về tâm vô nhân thì là do sáu cái nhân. Về nhân thiện thì có vô tham, vô sân, vô si. Và nhân bất thiện là tham, sân, si. Nó đã tác động do chúng ta đã tạo trong thời quá khứ. Cho nên ở hiện tại thì chúng ta sẽ lãnh, một là nếu bất thiện thì chúng ta sẽ lãnh những cái quả xấu tác động ở thời bình nhật hiện tại. Còn nếu là nhân thiện, tức là vô tham, vô sân, vô si, thì chúng ta sẽ hưởng được những cái quả tốt. Đó là tám quả hồi nãy con mới vừa nói đó: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân. Và cái phần tiếp theo quan sát. Dạ, yeah. Con chỉ bổ sung như vậy. Nếu đời trước chúng ta tạo nhân bất thiện thì hiện tại chúng ta hưởng những cái, chúng ta bị những cái điều bất thiện. Còn nếu chúng ta đã tạo những cái điều thiện thì ở hiện tại chúng ta sẽ được hưởng những cái điều tốt, những cái điều thiện. Và con chỉ bổ sung như vậy thôi. Và con xin trả mic lại cho đạo tràng. Rồi, xa thứ, thêm điểm nữa, 6 điểm. Mời Thiện Vũ. Thiện Vũ. Dạ, con xin kính đảnh lễ quý sư. Con xin kính chào thầy, con xin kính chào đạo hữu. Dạ, con đọc lại câu hỏi là thầy nói là có phải là hoàn toàn không do bất kỳ nhân nào phải không? Thì con thấy là không phải. Tại vì, thí dụ nó phải có tác động của từ cảnh ngũ dục là sắc, thinh, hương, vị hay là cảnh xúc để nó kích động cho cái ngũ song thức hay tâm tiếp thu, tâm quan sát với tâm khán ngũ môn mới có điều kiện để phát sinh lên, hoặc là có cảnh pháp để có tâm khán ý môn phát sinh lên. Còn đối với các vị A-la-hán thì khi các vị nhìn thấy cái gì mà làm cho các vị như cười đi tiếu đó, thì cũng phải có cái cảnh đó để cho các vị mới có cái tâm vi tiếu vô nhân phát sinh lên. Để như vậy thì không phải là tâm vô nhân là không phải là hoàn toàn không có bất kỳ nhân nào, mà vẫn phải có cái những cái cảnh như con đã trình bày để tác động, để cho có điều kiện để cho nhân, làm cho tâm vô nhân có thể phát sinh ạ. Xin thầy sửa cho con. À, xa thứ, à, cái đó không phải là nhân mà cái đó là duyên, à, cái đó là duyên chứ không phải là nhân nha. Rồi thêm điểm thôi, hai điểm là năm điểm. Rồi bây giờ có ai đây, ai lên làm cái cho nó xâm tụ ra. Nguyễn đi, cho Nguyễn viết lại rồi lên nói cái coi. Ông Nguyễn đâu, giơ tay coi. Alo. Rồi, lên trình bày cho nó lấy 10 điểm coi.
Dạ, Nam Mô Bức Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Tuệ Đức, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang. Dạ, con kính lễ với cô tu nữ. Dạ, con kính chào thầy kinh và con kính chào đoàn thể đạo tràng. Dạ, thưa thầy, con không có dám nhận 10 điểm, thầy ơi, con xin nhận trứng thôi. À, dạ, con xin đọc lại câu hỏi. Tâm vô nhân là tâm hoàn toàn không do bất kỳ nhân nào tác động phải chăng? Dạ thưa, giống như cô Metta rồi cô Thiện Vũ và mọi người nói thì theo con, theo hiểu biết của con thì cái tâm vô nhân là ngay trong cái thời điểm hiện tại á, thì nó sanh lên thì nó không có cái nhân thôi, nhưng mà nó vẫn có những cái nhân ở trong quá khứ. Ví dụ giống như là tâm quả thiện hay tâm quả bất thiện vô nhân thì nó vẫn có nhân nó là do nghiệp từ trong quá khứ sanh lên, và hiện tại thì mình nhận nhận lãnh nó. Thì con thí dụ như tâm nhãn thức hoặc là nhị thức, thì khi mà cái cảnh cảnh đẹp, cảnh hoặc là cảnh xấu xuất hiện mà con mắt mình bắt lấy cái cảnh, những cái cảnh vừa ý hoặc không vừa ý đó, thì nó cũng do từ cái nhân bất thiện từ trong, nhân bất thiện hoặc nhân thiện từ trong quá khứ mà mình đã tạo, thì ngay hiện tại thì nó nhận lãnh. Dạ, dạ thì con nói là nó không phải là hoàn toàn không do bất kỳ nhân nào tác động, mà là nó có từ nhân từ trong quá khứ. Dạ, con không biết đúng hay không, con xin phép được xuống mic, con xin phép được nhận trứng trước à. Xa thứ, xa thứ, đúng 5 điểm giống mấy người khác vậy thôi. Bây giờ mời cô Nhung lên giải thích cho rõ ràng cho bà con nắm bắt chi pháp lại kỹ coi. Mời cô Nhung coi. À, xin mời. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Dạ, con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào thầy, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, con thưa sư, con thưa thầy, con cũng không sao giải thích rõ ràng đó thưa sư thầy, tại con cũng chỉ biết theo cái ý hiểu của con thôi. Dạ, theo con thì câu hỏi là tâm vô nhân là tâm hoàn toàn không do bất kỳ nhân nào tác động phải chăng? Dạ, gọi là tâm vô nhân vì nó không có sáu cái nhân tương ưng, đó là nhân tham, nhân sân, nhân si và nhân vô tham, vô sân, vô si. Nhưng mà nó là pháp hữu vi, do đó nó cũng đều phải có nhân và có duyên trợ tạo, tức là nó cũng phải có nhân sanh ra. Thì cái tâm vô nhân thì nó gồm có 18 tâm, gồm có 15 tâm quả và 3 tâm tố. Thì trong cái 15 tâm quả thì có ngũ song thức là có 10 tâm, 10 là cái song thức đó, thì nó có khi mà nó phải có nhân thì nó mới nhân sanh ra ngũ song thức. Thì gồm có cái sắc thần kinh tùy theo, có cảnh tùy theo, có điều kiện tùy theo và phải có sắc ý. Ví dụ như nhân sanh ra nhãn thức thì phải có thần kinh nhãn, phải có cảnh sắc, phải có đủ ánh sáng và phải có tác ý đến. Rồi nhân sanh ra tâm tiếp thu và tâm thẩm tấn thì phải có sắc ý vật, phải có cảnh và cũng phải có cái sự tác ý đến. Còn đối với hai cái tâm tố thì hai tâm tố khai môn là tâm khai ngũ môn và khai ý môn, thì nó cũng giống như ngũ song thức nhưng mà nó phải đi theo lộ tương ứng, tức là nó mở lộ ý hay lộ ngũ và nó đi theo lộ. Còn đối với tâm sinh tiếu thì nó cũng giống như là cái nhân sanh tâm tiếp thâu tấn, nhưng mà nó phải thêm nữa là phải có cảnh đáng nực cười, vì đây là tâm của vị A-la-hán. Dạ, đó là câu trả lời của con đó thưa thầy. Dạ, con xin kính xin thầy bổ sung. Dạ, con kính tri ân thầy ạ. Con xin xuống. Sa thố, 5 điểm, 5 điểm luôn. Rồi, để giải thích cho lẹ ha.
Bây giờ tâm vô nhân gồm có mấy nhóm như vậy? Gồm hai nhóm, rồi hai nhóm ha, là nhóm quả và nhóm di tác, đúng chưa? Nhóm quả, nhóm di tác. Rồi bây giờ hai nhóm này nếu mình nói rằng nó không do bất kỳ nhân nào tác động thì đúng hay sai? Là sai. Ok, là sai. Bây giờ nếu mà hai nhóm này mà nói là do có nhân tác động thì đúng hay sai? Đúng là không bị lộn rồi, đứng là ăn hai thứ bị lộn luôn. Giờ nếu mình nói hai nhóm này á, mà do nhân tác động á, đúng không? Do nhân tác động á, thì bây giờ tâm tâm quả có nhân tác động không? Có nhân quá khứ tác động không? Nhóm quả có không? Có. Rồi nhóm di tác có không? Nhóm di tác có nhân tác động không? Sao thấy lộn đấy? Lộn. Nhân là gì? Sáu nhân vô tham, vô sân, vô si, tham sân si. Di tác có sáu nhân nó tác động, cho nhân quá khứ tác động không? Không có, không có. Vậy thì sao là có? Vậy thì sao nói hai nhóm đều có? Bây giờ mình nói có mình cũng chết, mà mình nói không có thì mình cũng chết luôn. Nói sao cũng chết. Hiểu không? Hiểu cái này không? Cái kia là nhân duyên, cái kia là do nhân duyên khác, còn cái này là nhân chủng là khác. Bạn nói về nhân chủng tác động là nghiệp. Nắm được không quý vị? Nắm được. Tức là bây giờ nếu mà nói tâm vô nhân không á, mà nói là do nhân tác động á, là cũng trật. Mà mình nói tâm vô nhân á, mà do không có nhân tác động cũng trật luôn. Đúng chưa? Sao không rõ ràng? Nói tâm vô nhân là mình khi mình nói học vi pháp, mình nói tâm vô nhân là mình phải thấy liền hai nhóm liền, một nhóm quả thì nhóm di tác liền ha, hai nhóm liền, và nhóm quả là phải có nhân quá khứ tác động, còn nhóm di tác là không thể nào có nhân quá khứ tác động. Nhóm di tác là nhóm và những cái loại tâm mà nó giống như nó bị phản xạ tự nhiên do duyên của cảnh nó tác động là nó sanh lên thì thôi, chứ nó không có do nhân, không có do nhân chủng. Nó không phải là nhân, cái đó mình nói nhân là trật, cái đó ghi là duyên chứ không phải là nhân được. Là duyên do từ cảnh sắc, cảnh thinh, cái vị xúc pháp nó tác động nó sanh cái ngũ môn hay cái nghi môn vậy đó. Do cảnh tác động chứ không phải là do nhân. Cô Nhung nắm lại cái này, coi chừng lộn không? Duyên, duyên khá nhiều nhưng mà đang hỏi nhân rồi đó. Duyên, nhân, duyên. Rồi nắm được chưa? Nắm được câu hỏi chưa? Alo, cô với ta nắm được không? Chuyện vụ nó được không? Được không? Ok, rồi. Rồi dừng lộn nha. Khi người ta hỏi, mình phải để ý hỏi. Ví dụ người ta hỏi tâm quả vô nhân, có nhân tác động không? Mà mình nói có thì đúng, còn mình nói không là sai. Nhưng mà người ta nói tâm vô nhân là người ta gom luôn hai cái rồi. Thì mình nói không cũng chết rồi, mình nói có là cũng chết luôn. Nói sao cũng chật. Rồi lúc này là mình phải phân tích ra. À, tâm quả thì có nhân chủng, có nhân nhân tạo cho cái nghiệp quá khứ tạo, còn cái tâm di tác thì không có. Thì không có nhân chủng, không có nhân tạo trong quá khứ tạo ra đó, còn những cái tâm kia thì nó có. Tâm quả vô nhân, ghi lại tâm quả vô nhân là có ha. Tâm quả nhân là có nhân quá khứ tác động, tức là có nghiệp á, kia là có nghiệp quá khứ tác động á, thì nó cho ra quả thiện hay là quả thiện, đúng không? Đó, thì mình ghi vậy. Còn tâm di tác vô nhân thì không có, không có cái nghiệp quả, nhưng không có nhân quá khứ tác động. Mà nó do sự tác động của một cách máy móc thôi, do cảnh tác động vô tâm mới sanh lên thôi, chứ nó không phải do cái nhân quá khứ để tạo ra.
Được không? Thứ nhất không? Rồi, câu số 2. Câu 2. Tại sao ngủ xong thức? Tại sao ngủ xong trong tại sao trong ngủ xong thức lại có các cảm thọ khác biệt nhau? Tại sao trong ngủ xong thức lại có các cảm thọ khác biệt nhau? Dễ quá ha. Suy nghĩ chút xíu nha quý vị, suy nghĩ chút xíu lên lấy 10 điểm nha. Cô Thanh Hoàng nãy nắm được câu đó không, cô Thanh Hoàng? Nãy cô chat lên cũng chật lắc nữa ha. Rồi giờ cô rồi gạt xào thú coi ha, hiểu được là ok good này, hiểu được là quan hỷ ha. Câu số 2 này rồi, ai Thiện Vũ muốn lên lấy vốn là không? Thiện Vũ lên gỡ vốn đi, nãy được ít điểm quá rồi. Mời Thiện Vũ nha, nhớ lấy vốn nha chứ đừng để mất thêm vốn nữa, mệt lắm. Rồi mời. Dạ, con xin kính đảnh lễ quý sư, con xin kính chào thầy, kính chào quý đạo hữu. Dạ, thưa thầy, con thấy trong ngũ song thức thì bốn cái thức đầu là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, là coi như thành bất thiện, quả bất thiện với quả thiện, nên nó thành tám cái tâm đó đó, thì nó cùng có thọ xả. Còn riêng thân thức, nếu mà quả bất thiện thì nó có thọ khổ, và quả thiện thì nó có thọ lạc. Thì con thấy là bốn cái đầu đó nó có thọ xả là do cái tiếp xúc giữa căn với cảnh, nó không có trực tiếp với nhau. Thí dụ như cái mắt mình mà nhìn thấy cảnh sắc thì nó cũng phải có cái khoảng cách rồi, chứ nó không có đụng thẳng vào nhau. Rồi cái tai mình nghe thì cũng là cái âm thanh ấy, nó cũng không có trực tiếp đụng vào cái thần kinh nhĩ của mình. Hay là cái mùi thì con thấy nó cũng xúc chạm, không có trực tiếp. Cái mình nếm được đó thì cũng phải có cái nước bọt làm dẫn chất nên nó cũng không trực tiếp. Nhưng riêng với thân cảnh xúc đó, thì giữa thân với cả khi tiếp xúc với đất hay là lửa hay là gió đó, thì nó là những cái nóng lạnh cứng mềm nên nó trực tiếp với nhau, nên là nó không thể nào sanh ra thọ xả được, mà nó phải có thọ khổ hoặc thọ lạc. Dạ con hiểu vậy thì con có sai, con xin thầy dựa dạy cho con ạ. À, đúng không quý vị? À, lo đúng không? Đúng, đúng, đúng. Rồi, xa thứ, xa thứ 10 điểm. Xa thứ. À, nhưng mà nếu mà mình
mình phân ra từng cái mình sẽ thấy rõ ràng là như vậy ha. Thì mắt mà nó bắt cảnh sắc thì nó cần phải có khoảng cách xa để nó mới bắt được cảnh sắc. Nhưng mà áp sát vô mắt đâu thấy được gì không? Thành ra cần phải có khoảng cách xa, cho nên cái sự tiếp xúc của nó đó. Đây ví dụ giống như là lấy bông gòn mà đánh vô cái gì đó thì nó không có tạo cái cảm xúc gì ha, nhẹ ha. Thì cái tai cũng vậy, khi mình nghe cảnh thinh thì phải có khoảng cách xa, nó sóng âm đi vô nó mới xúc chạm vô cái màng nhĩ, thì cái xúc chạm này rất là nhẹ, nó không có thể tạo cảm xúc khác cái thọ xả được. Thì ngửi mùi cũng vậy, mà ném vị cũng vậy, vị mình ném vô miệng mình nó phải hòa tan với nước miếng mới xúc chạm vô được cái hệ thần kinh thiệt nó mới biết được cái mùi vị. Cho nên phải qua giống như qua một cái lớp tương tự nó mới tạo được cảm xúc. Thành ra nó chỉ là thọ xả, mà riêng về cái thân của mình á, khi mà đập vô cái thân mạnh cái là nó thọ khổ liền, đau liền ha. Bị quả khổ là bị nó đánh nó đập này kia nọ thì nó tạo cảm xúc thọ khổ liền. Còn về thọ lạc thì mình được sung sướng, được nằm trên giường em nằm ấm xúc chạm trực tiếp cái thân, cho nên nó phát sinh cái thọ lạc. Thì với cái lý do đó mà chúng ta có thân thức thọ khổ và thân thức thọ lạc, có sự khác biệt với những nhãn nhĩ tỷ thiệt. Đó là vấn đề như vậy ha. Rồi xa thú tu thiện bổ 10 điểm ha. Xa thú. Rồi câu số 3. Thứ 3. Ngủ song thức thường lưu trú tại nơi nào? Ngủ song thức thường lưu trú tại nơi nào? Dễ quá ha, câu Hoàng Mai đâu rồi? Câu Hoàng Mai lên gỡ vốn coi, nãy giờ không được điểm nào hết trơn. Rồi, mời cô. Con nhớ nãy thầy cho con 3 điểm mà thưa thầy. Dạ, con kính lễ sư Trí Đức, con kính lễ sư Tuệ Đức, sư Pháp Trang, cô Nguyễn Phúc Hạnh, kính chào toàn thể đạo tràng, kính chào thầy Kim. Dạ, nãy câu số 1 con được 3 điểm đó thầy, nhưng chắc câu số 2 con được 2 để đủ 5 điểm. Dạ, ngủ xâm thức thường lưu trú tại nơi nào thì con thấy ngủ xâm thức thường lưu trú tại dạ, ngủ môn. Tại năm môn là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức và thân thức ạ. Và nó còn lưu trú tại năm vật là nhãn môn, là con đọc con nói lại nha thưa thầy. Thì cái ngũ xâm thức đó thường lưu trú ở năm môn, nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn, và dạ như vậy đó thưa thầy, là lộ ngũ môn ạ. Con đọc lại nha, thì năm vật là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân thì nó lưu vào là vào là nhãn môn này, nhĩ môn này, nhĩ môn mà tỷ môn mà thiệt môn. Dạ như vậy thôi, con chỉ biết như vậy thôi thưa thầy. Dạ chắc được 2 điểm. nói đâu không đâu ra đâu không rõ ràng đâu trên. Rồi 2 điểm nữa, 5 điểm rồi xa thú. Mời tiếp, mời cô mấy ta lên gỡ giống lại ngay. Rồi mời cô. Dạ Nam Mô Bổn Thầy Giá. Dạ con không biết con có gỡ vốn được không hay là đứt vốn vậy. Dạ. Vậy con xin đọc câu số 3.
ngủ xong thức thường lưu trú tại nơi nào? Dạ, con thấy ngủ xong thức đây là các tâm nhãn nhĩ tỷ thiệt thân. Dạ, thì nó những cái tâm này phát sinh là do cái cảnh nó tác động vào và năm cái cảnh này nó tác động vào cái giác quan, đó là mắt, tai, mũi, lưỡi và thân xúc chạm, thì con thấy nó phát sinh lên được là do nó nương vào cái thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt và thần kinh thân. Và rồi từ đó thì nó nương vào năm cái sắc thần kinh đó, rồi nó mới phát sanh tiếp, rồi mới phát sanh ra là kháng ngũ môn, rồi tiếp thâu, quan sát, đoán định. Dạ, con nói chung lại là nó nương vào năm cái sắc thần kinh. Nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức và thân thức. Dạ, con xin trả máy lại cho thầy, xin thầy bổ sung cho con. Xà thử. Cô với ta cũng hiểu nhưng mà nói chưa rõ ràng lắm. Dạ, ngủ xong thức là năm cái thức, đúng không vậy? Năm cặp thức. Nhãn nhĩ tỷ thì thân, năm cặp thức. Câu thư ký đâu rồi? Câu thư ký nghe ngủ xong thức xong ngủ luôn rồi. Alo? Cô thư ký rồi. Rồi, hồi nãy giờ ngủ giật mình thức dậy đánh dấu à. Ngủ giật mình thức dậy. Chết gì đâu, rùa chứ. Rồi, ngủ xong thức là năm cặp thức. Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân là năm cặp ha. Thiện có thiệt ha. Tức là quần quả thiệt là năm cặp. Rồi giờ nhãn thức nương sanh đâu? Nhãn thức nương sanh ở đâu? Lưu trú ở đâu? Nhãn thức lưu trú ở thần kinh nhãn, đúng hơn nương sắc thần kinh nhãn. Xà thấu thành hoàng biết đủ ha. Sắc thần kinh nhãn. Rồi nhĩ thức ý thức đương ở sắc thần kinh tỷ, đúng không? Sắc thần kinh tỷ, đúng không vậy? Còn dạ, còn giết đã, nó nói đằng của còn dạ, thật quá tài của luôn. Ý thức đương sắc thần kinh tỷ cái gọi dạ luôn. Cười.
Nghĩ thức thì tương sắc thần kinh nhỉ. Rồi, tỷ thức thì nương sắc thần kinh thiệt, đúng không? Tỷ thức thì nương nơi sắc thần kinh thiệt, đúng không? Alo. Cô Nhung có cười sao lộn ngược chứ. Có cười lộn đầu chứ không. Rồi, tỷ thức nương sắc thần kinh tỷ. Rồi, thiệt thức nương sắc thần kinh. Thần kinh gì? Đi ra luôn. Thiệt thức nương sắc thần kinh thiệt. Rồi, xa hơn. Rồi, thân thức nương mới sắc ý vật, đúng không? Thân thức nương nơi sắc ý vật, đúng không quý vị? Rồi, chính xác không? Thân thức nương nơi sắc thần kinh thân. Ok, xa hơn, xa hơn. À, bây giờ nhãn thức nó nương nơi sắc thần kinh nhĩ được không? Nhĩ thức nương nơi sắc thần kinh thiệt được không? À, đâu luôn, không luôn, ok. Rồi, như vậy chúng ta quyết định, có một cái xác định là mỗi cái nào nó nương cái đó. Nhãn thức thì nương nơi thần kinh nhãn, chứ không thể nương những cái thần kinh khác. Cũng vậy, nhĩ tỷ thì không vậy, cái nào mà nương cái đó. Thì vậy tâm nhãn thức biết được bao nhiêu cảnh quý vị? Tâm nhãn thức biết được bao nhiêu cảnh? 5 cảnh hay là 4 cảnh hay là 3 cảnh? Một cảnh sắc. Trời ơi, con Thanh Hoàng giỏi quá ta. Con Thanh Hoàng hay quá. Viết chữ bự nữa nha. Ta thú rồi, nhãn thức chỉ biết được cảnh sắc. Cũng vậy, nhĩ thức chỉ biết được cảnh vị, đúng không? Nhĩ thức chỉ biết được cảnh vị thôi, đúng không quý vị? Hết vụ rồi ha, cái này hết vụ rồi. Hết vụ rồi. Ok, xa thứ rồi. Như vậy là mỗi cái nào là dính cái đó ha, cái nào theo cái đó. Rồi, để câu số 2. Ai biểu mà nói rồi cái ghi nó ghi trúng mà hỏi là cái ghi thật lắm. Rồi ra thứ câu một câu nãy giờ này câu nữa ha, câu nữa nghĩ một bù lỗ ha. Câu số mấy câu đây cho câu bù lỗ nãy giờ ngồi chờ cho câu bù lỗ. Câu số 4. Năm căn cộng năm cảnh cộng năm thức. Năm căn cộng năm cảnh cộng năm thức. Cần được hiểu ra sao? Cần được hiểu ra sao? Được hiểu ra sao? Và đâu là danh, đâu là sắc? Và đâu là danh, đâu là sắc? Rồi, câu này lấy được 10 điểm hay nha.
vị nào đâu. Rồi, ai được nguyện giơ tay đi. À, cô gì đó, cô Bích Ta nè, Thiện Vũ nè, Thanh Hoàng nè, Hồng Mai nè. Cô dùng để sao đi, để cho ta lên ta nói trước nha. Rồi chờ lấy trứng vịt lộn mà đi chứ, lãnh được hai trứng mới đi, đâu đi sớm nè. Hẳn hai trứng đem vô đường, để vô trong, trong chỗ làm ăn chấm muối tiêu ăn hoặc vịt luộc. Ok. Hồi vịt luộc chấm muối tiêu ngon lắm, vịt luộc chấm muối tiêu ngon. Rồi, ai lên trả lời đây, trả lời đây. Rồi Thanh Hoàng rồi, Thanh Hoàng lên làm xôm cái ra lấy 10 điểm coi. Rồi, xà thủ. Con kính lên bằng ngôi Tam Bảo, con kính chào thầy, con kính chào quý đạo hữu. Con là dạng ngu ngơ nhất cái room này ạ, cho nên con nói sai thì thầy cho chính trị thoải mái ạ. Thưa thầy, con câu trả lời thứ nhất thì con nhận là con sai, nhưng mà con sợ con sai năm căn năm cảnh và năm thức. Thì con không trả lời được. Alo, alo. Alo, đạo tràng có nghe con nói không ạ? Năm căn, năm cảnh và năm thức cần được hiểu ra sao thì con không biết. Nhưng mà năm căn và năm cảnh là sắc, còn năm thức là danh ạ. Con chỉ biết câu 2 thôi ạ. Còn câu 1 thì con không trả lời được ạ. Con có sai, con xin thầy dạy cho con ạ. Con xin xuống mic ạ. Con kính trên thầy ạ. Rồi, không nghe được gì hết trơn, mà chỉ được chữ cái nghe được gì hết trơn. Nè, thôi cho ăn nửa trứng nha, nửa trứng vịt lộn. Nửa trứng vịt. Nửa trứng vịt. Rồi, mời Thiện Vũ coi, Thiện Vũ lên coi. Rồi, Thiện Vũ nha. Dạ, con xin kính đảnh lễ quý sư, con xin kính chào thầy, con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc lại câu hỏi số 4. Năm căn cộng năm cảnh cộng năm thức cần được hiểu ra sao? Thì theo con hiểu đó, thì năm căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Thì mỗi cái nó chỉ bắt được một cái cảnh riêng biệt của nó. Thí dụ như mắt thì chỉ bắt được cảnh sắc. Rồi nó từ cái bắt được cái cảnh sắc thì nó đưa đến được cái nhãn thức. Tương tự, tai thì chỉ bắt được cảnh thinh và đưa đến nhĩ thức. Mũi chỉ bắt được cảnh mùi và đưa đến tỷ thức. Hay là lưỡi chỉ bắt được cảnh vị, đưa đến thiệt thức. Và thân thì bắt được cái cảnh xúc chạm thì đưa đến thân thức. Thì đấy là con hiểu năm căn, năm cảnh, năm thức thì như vậy. Và con thấy là tai, mũi, lưỡi, thân là năm môn. Và năm cảnh sắc, thanh, hương, vị, xúc, nó đó là cái sắc. Còn nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức và thân thức thì đó là vật danh. Dạ, con hiểu như vậy, con sai, con xin thầy sửa cho. Ơi, xa thấu, xa thấu. Cô Thanh Hoàng của đảo lộn thế giới. Cô Thanh Hoàng của đảo lộn thế giới. Cô lật ngược thế giới lại luôn rồi chết luôn. Rồi Thiện Vũ 10 điểm, xa thứ, xa thứ. Giết nhầm cho được, giết nhầm nó chết người đó. Giết nhầm, giết pháp mà nhầm đó, thôi chết người ta luôn. Quá tài. Năm căn, nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn là thuộc năm hệ thần kinh, đúng không? Năm căn thì thuộc về danh hay sắc.
năm căn và danh hay sắc. Đỗ Thanh Hoàng trả lời coi, năm căn và danh hay sắc. Sắc rồi, sắc thinh khí vị xúc là sắc hay danh? Của Thanh Hoàng rồi, chắc luôn hả? Rồi sao tớ hiểu rồi đó. Rồi nhãn thức, dĩ thức, vĩ thức, thiệt thức, thân thức là danh hay sắc? Nữa sắc nữa, của Thanh Hoàng sắc tím, có vị gì? Cô Dung ơi, có bạn của Thanh Hoàng có làm sao gỗ đảo lộn thế giới đây? Đảo lộn trật tự thế giới hết. hiểu lầm căn. Rồi hiểu lộn không được. Giờ năm căn là sắc, năm cảnh cũng là sắc. Năm thức là danh, rõ ràng á, nhớ là rõ ràng á, lấy lộn. Rồi ghi năm căn, tức là giờ năm căn tiếp xúc với năm cảnh thì kêu là gì? Năm căn tiếp xúc năm cảnh thì kêu là gì? Quả sắc. Phải, quả sắc. Năm căn tiếp xúc với năm cảnh kêu là gì? Hai cái nó xúc chạm nhau kêu là gì? Hai cái xúc chạm nhau kêu là gì? Alo. Tiền Vũ đâu? Là gì? Tiền Vũ đâu? Năm, nghe là năm căn tiếp xúc với năm cảnh. Ví dụ như nhãn căn tiếp xúc với cảnh sắc, nhĩ căn tiếp xúc cảnh thinh, tỷ căn tiếp xúc cảnh hương, cảnh khí, thiệt căn tiếp xúc cảnh vị, thân căn tiếp xúc cảnh xúc, thì năm căn tiếp xúc năm cảnh thì được gọi là gì? Được định danh là gì? Trật luôn rồi, có nhau trật rồi. Trật luôn rồi. Năm xúc xa thú thiện vũ chính xác được gọi là năm xúc. Nhãn căn tiếp xúc cảnh sắc thì được gọi là nhãn xúc, đúng không? Nhĩ căn tiếp xúc cảnh thinh được gọi là nhĩ xúc. Thiệt căn tiếp xúc cảnh khí được gọi là thiệt xúc. Thiệt căn tiếp xúc cảnh vị là thiệt xúc. Thầy đang nói hỏi này nói kia đó. Đó, hai cái này tiếp xúc nhau thì người ta mới định danh ra là xúc, là năm xúc đó. Năm xúc là gì? À, thì nhãn xúc, nhĩ xúc, vĩ xúc, thiệt xúc, thân xúc. Đang hỏi cái này đừng trả lời qua cái kia kia, nhảy qua kia nó qua cái khác nữa. Ai nói là nó thức mới là xúc? Hai cái này sẽ đụng nhau phải xúc không? Hai cái này là đụng nhau phải xúc không? Nhãn căn tiếp xúc với cảnh sắc phải là xúc không? Có xúc không? Có xúc không? Hello. Nhãn căn tiếp xúc cảnh sắc nó sanh ra nhãn xúc. Mà kêu là nhãn xúc thì mình kêu, thì đúng rồi, nó đồng xanh cùng xúc thì đúng rồi, nhưng mà nó đang hỏi cái chỗ xúc. Cô nhảy qua cái chữ kia là giữ thức là khác. Do căn cảnh tiếp xúc sanh ra nhãn thức thì đúng rồi, nhưng mà lúc này đó thì người ta sẽ dùng cái từ khác. Thì căn tiếp xúc cảnh
thì ra là xúc, thì nó là gọi là nhãn xúc, tâm sở xúc và hồng sanh trong tâm nhãn thức thì kêu là nhãn xúc. Hiểu không? Hiểu cái hoàn cảnh lúc này mình nói là nó phải vậy, trong cái thời điểm này là kêu là xúc, chứ không phải kêu là nhãn thức nữa mà nó kêu là nhãn xúc. Đó, thì tất cả các pháp lấy xúc làm tập khởi là vậy đó, là nghe chỗ này nó tiếp xúc vô nó phát sinh đủ thứ chuyện rồi mà. Thì như vậy đó là căn cảnh xúc nhau và sinh ra năm xúc, nhãn xúc, nhĩ xúc, vị xúc, thiệt xúc, thân xúc. Là mình lấy cái xúc là lấy cái chính để mình nói là cái để đặt lên cái danh đó, định danh lên cái chỗ đó. Nhưng mà thật sự nó cũng là nhãn thức, nhĩ thức, vị thức, thiệt thức, thân thức, nhưng mà trong đó có tâm sở xúc đồng sanh lúc đó ha. Rồi được chưa? Alo. Cậu thình hoàng lắm ha, cậu thình hoàng lắm, đừng đảo lộn nữa, đảo lộn thế giới nữa, nói đảo lộn luôn trật tự thế giới luôn. Này, chắc phải con Kim Dung, con chỉ mà con Dung. Con Dung chỉ thì sao? Bây giờ con Thanh Hoàng con đảo lộn thế giới. Con Dung chỉ. Rồi, Nam Mô Thầy Giá, Nam Mô Thầy Mai, Nam Mô Thầy Giá. Rồi, do phương quý báo hôm nay nguyện cầu cho tất cả chúng ta lần được năm pháp sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và sống cái trí tuệ thành tựu chánh trí đồng định nhau cả thế. Nam Mô Thầy Giá. Xin mời trả mic về cho MC. Dạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, xin được Nhật Huyền kết thúc cái buổi học hôm nay. Dạ, con kính mời đạo tràng cùng con sám hối Tam Bảo sau khi nghe pháp ạ. Uamê na wan đề ham ba bằng sùng và rút ta mang bút thề yo đô so bút thô khả ma tu tăng ma mang Uttamang ghe na wan de hang tham manh cha du bít hang wa rang tham me yo khali o do so tham mo khama tu tang ma mang Uttamang ghe na wan de hang sang khai cha du bít hang sang khai yo khali to do so sang kho khama tu tang ma mang. Dạ, con xin được hồi hướng sau khi nghe pháp. Dạ đề quá ta sang ti quý hà ra quà xin đi khà rê bồ thi khà rê ta hình ta hình ta tham ma đà nê na phá quan tu bù chi ta sọ thình ca rôn tê tha quý hàn lê Ê ra cha mai cha na wa ca cha phi kha vô sa ra mi ca da na pa ti u ba sa ca ga ma cha be sa ni ga ma cha i sa ra sa ba na phu ta su khi ta pha quan tu te cha la bu na ye bi cha an da sam san da cha a tha vô ki ca Niu ya ni kang tham ma wa rang pati cha te sap be bi duk kha sak ka ron tu sang kha yang tha tu chi rang sa tang tham mo tham mak tha ra cha buk ga la Oho tu sa mak go wa at tha ga cha hi ta cha cha am he rak khan tu sak tham mo sap be bi tham ma chi no Phút thịnh sẵn bà bú này dạ ma thầm ma ri dắp ba quê đi tê. Do sự phước báu mà chúng con đã học pháp nơi đây, chúng con xin thành tâm dâng phần phước thiện này đến tứ đại thiên vương vua đến thân thiên. Xin các ngài hoan hỷ thọ nhận và sau khi thọ nhận rồi,